Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Mới đây thì em có nghe qua một cái đoạn video này do một cái anh này, anh đã chia sẻ cho một cái trang mạng xã hội YouTube, thì có nghĩa là cái nơi mà quý vị đang xem đây. Thì cái video em xem á, thì do là cái video này đại khái là nó có liên quan đến cái chuyện bản quyền quý vị, cho nên là trước mắt em không có chia sẻ cho quý vị xem được. Thì thôi thì bây giờ em sẽ kể lại và tường thuật lại những gì mà người ta đã nói cho cái sự sinh sống tại Mỹ sướng hay là khổ của người này như thế nào. Thì quý vị nghe đi, nghe xong thì quý vị có thể cho biết một cái sự nhận xét, thưa quý vị. Thì đầu tiên khi mà bấm vô xem thì thì người này có nhận xét là ở Mỹ đúng thật là nó sướng, nhưng mà ở đây thì người ta chia làm hai cái quý vị, hai cái nghĩa của nó. Nghĩa là sướng về cái mặt vật chất và cái thứ hai sướng về cái mặt tinh thần. Thì nó có hai cái như vậy quý vị. Thì nói về cái mặt vật chất á, thì người này nhận định là ở Mỹ nói về cái đời sống vật chất thì phải nói là tuyệt vời. Thì lấy ví dụ như là cái chuyện nhà cửa, chuyện xe cộ, đồ tiêu dùng như là quần áo thì cũng ở nhà đẹp nữa, xe thì cũng xe hơi, đồ cũng xài đồ hiệu, quần áo hiệu, coi như là mọi cái. Về chuyện thời tiết thì cũng tuyệt vời luôn đi. Thì nói chung là theo cái người này, người ta nhận định nói về cái chuyện vật chất thì ở Mỹ thì cũng không có gì để bàn cãi hết. Tuy nhiên thì sau đó thì người này mới nhận định thêm một cái câu là để mà có được cái điều đó thì đòi hỏi là mọi người dân Mỹ, kể cả là người Việt Nam sinh sống tại Mỹ, thì bất cứ ai để mà có những cái điều này thì bắt buộc phải đi làm. Thì người này nói là đi làm quý vị, phải đi làm mới có được những cái điều đó. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại như thế này. Theo như người này nói, bên Mỹ dĩ nhiên là khi mà mình đi làm đó, mình kiếm ra được một cái đồng đô la Mỹ thì phải nói là nó cực kỳ khó khăn, nó gian chân, cũng như là nó rất là cực khổ vô cùng. Vì sao? Tại vì Mỹ là cái xứ tư bản. Cái đồng tiền mình kiếm ra được ở trên nước Mỹ thì nó hoàn toàn gọi là xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra. Thì theo người này nói là như vậy. Dĩ nhiên là sẽ không lo về cái chuyện thiếu việc làm. Người này thì cũng nhận định là ở Mỹ là một cái chỗ thiên đường dành cho những ai mà người ta ham làm để mà kiếm tiền. Bắt đầu là sau cái chuyện vật chất này rồi thì người ta mới bàn đến cái vấn đề tinh thần. Thì theo như người này nói về cái chuyện đời sống tinh thần ở Mỹ thì phải công nhận là nó buồn chán lắm, vô vị lắm, cũng như là sẽ không phù hợp với những ai mà ham vui, thích nhậu nhẹt này kia. Thì ở Mỹ không phải là một cái nơi thiên đường dành cho những người ta thích như vậy. Không thể nào mà như Việt Nam, mỗi buổi chiều thì có thể tụ tập bạn bè, ăn nhậu, ca hát rồi đàn đúng các kiểu. Chưa nói tới là cái người chủ cả bên Việt Nam á, chắc chắn là khi qua Mỹ thì đối với những ai mà người ta từng làm chủ ở Việt Nam á, thì lúc bấy giờ họ đi qua Mỹ á, cũng bắt đầu là họ làm lại từ những cái con số không. Cái này thì phải tập này kia nọ. Thì nói chung không thể nào mà có thể gọi là sướng được. Theo như người này, người ta nhận xét quý vị, thì bắt đầu là cái phần chia sẻ về hai cái khía cạnh đời sống vật chất và tinh thần. Ở Mỹ chia sẻ xong rồi thì người này mới quay lại cái đoạn gọi là một cái video nhỏ cho thấy rằng á, người này bây giờ đã bỏ Mỹ và đã đi về Việt Nam. Có thể là Việt Nam sống hay là về Việt Nam sống luôn, hay là về hồi hương thì chắc không phải là, mà chắc cũng không phải là hồi hương đâu. Tại vì cái anh này thì cũng còn nhỏ quý vị, nhìn cỡ khoảng ba mấy, khoảng 40 thôi. Thì lúc bây giờ dĩ nhiên là anh cũng có nói về cái đời sống ở Việt Nam. Anh đã về Việt Nam rồi và bây giờ thì bắt đầu anh nói về cái đời sống ở Việt Nam so với Mỹ nó như thế nào. Thì đầu tiên như anh nói á, nếu mà anh thích sống ở đâu hơn á, thì anh sẽ nói là anh sẽ thích sống ở Việt Nam hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là ở Mỹ, cái thời gian của mình khi mà mình sống ở Mỹ như là một cái công thức chung vậy lắm. Thì cứ mở mắt dậy thì đi làm cho tới chiều tối về rồi ăn uống cho qua loa, rồi bắt đầu đi ngủ, rồi ngày mai lại tiếp tục cái công việc như ngày hôm qua, rồi ngày tháng này qua tháng nọ, nó cứ như vậy thôi. Thì cuộc sống của nó rất là vô vị. Sống như vậy thì thế sao mà nó gọi là không có ý nghĩa chút nào hết. Còn khi mà sống ở Việt Nam nè, dĩ nhiên thì cái nhu cầu của mỗi người thôi. Nếu mà một người biết sống như thế nào là vừa đủ thì sẽ vừa đủ sống, hưởng thụ. Thì thực ra thì bây giờ mình không có cần đến nước ngoài, cứ ở Việt Nam sống nó cũng ngon nữa. Ở Việt Nam thì đồng ý là cũng phải đi làm kiếm tiền, ít thì bây giờ thì mình xài ít thôi, không được đẹp thì bây giờ mình ở nhà xấu, ở nhà không được đẹp thì mình sẽ ở nhà xấu, cũng là cái nơi cư ngụ. Xe đó bây giờ không đi xe hơi thì mình cũng thể đi xe máy. Thì nói chung là chỉ là những cái phương tiện gọi là phương tiện phục vụ cái đời sống của mình thôi, cũng không có liên quan gì đến cái vấn đề là xe nào dở, xe nào tốt. Thì người ta vẫn cứ sống như vậy, thì người ta vẫn sống tốt và người ta vẫn sống khỏe, thì cũng sống bình thường thôi. Đổi lại cái đời sống tinh thần khi mà ở Việt Nam lúc này nó cũng vui, và thực tế một điều ở Việt Nam nó cũng quá vui đi, thì theo như là ảnh nhận định là như vậy quý vị. Thì lúc bây giờ ảnh mới nói thêm là cái điều này, nhận định thêm đó là điều như ảnh nói, nếu mà một người đi Mỹ có thể là vì một cái hoàn cảnh mà họ đi Mỹ để mà họ kiếm một cái số tiền, thì cứ kiếm tiền đi, cứ đi Mỹ kiếm tiền. Mỹ là một cái nơi thiên đường dành cho những ai thích đi làm và thích kiếm tiền nhiều. Thì cứ việc đi Mỹ trong khoảng 5-6 năm gì đó, kiếm một cái khoản tiền cũng gọi là khá rồi. Sau đó thì về, chứ đừng có nên ở luôn, theo như cái sự nhận định của ảnh ở đây là vậy. Tại vì sao ạ? Tại vì ảnh khuyên người ta là hãy nên đi Mỹ để mà kiếm tiền, sau đó 5-6 năm thì về. Tại vì sao? Tại vì ở đây ảnh cũng có đưa ra cái lời nhận định là ở Mỹ là cái nơi mà người ta sống để người ta đi làm, chứ không phải là ở Việt Nam là làm để mà sống. Thì hai cái ý nghĩa này nó hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như người ta thường hay nói ăn để sống, sống để ăn. Thì những cái người mà người ta ăn qua loa, ăn cái gì cũng được để mà có sức, để mà tồn tại trên đời này. Còn sống để mà ăn, tức là người ta sống ở trên đời để mà hưởng thụ, để mà có thể ăn những cái món ăn ngon vật lạ. Thì cái nghĩa của nó ở bên Mỹ, sống là để làm, ở Việt Nam làm là để sống, thì nó cũng như nhau thôi. Sống để mà có nghĩa là người này sống ở trên đời, chủ yếu là họ đi làm cái cuộc sống của họ để mà lo cho cái cuộc sống của họ. Còn ở Việt Nam để mà sống có nghĩa, ở Việt Nam làm để mà sống có nghĩa là làm ra tiền rồi, sống có nghĩa là sống theo một cái kiểu hưởng thụ, muốn ăn cái gì ăn, muốn uống cái gì uống, thì mua cái gì cũng được hết, là sống ở bên Việt Nam. Còn ở Mỹ là sống để mà làm, có nghĩa là sống theo một cái quy chuẩn của nó như vậy quý vị. Và sống rồi sau đó thì đi làm rồi về, nó cứ theo một cái công thức chung như vậy quý vị. Những cái lời nhận định của anh Việt Kiều này, tất cả những cái lời nhận định của anh qua một cái đoạn video ngắn mà anh đã chia sẻ trên một cái trang mạng xã hội như em đã nói lúc đầu. Thì những ngày gần đây em đã gói gọn lại những cái ý kiến của anh này và gói gọn để mà kể cho quý vị nghe, hiểu như vậy. Cũng có thể gọi là có thêm một Việt Kiều đã đi về Việt Nam sống và chia sẻ hai cái khía cạnh đời sống ở Mỹ và đời sống ở Việt Nam. Ở đâu đáng sống hơn thì tất cả đã được anh này trình bày như vậy quý vị. Còn quý vị nghĩ sao về cái bài chia sẻ của anh này, có thể nhận định hoặc đánh giá ở dưới để em và mọi người được biết thêm. Cũng như quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.